Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Rùa đây. Thì hôm nay mình sẽ làm lại với cây M4 đó, một thiên sứ. Anh em biết vì sao mình làm lại không anh em? Anh em thử đoán xem, anh em nhìn cái lớp skin này anh em đoán thử xem. Đây không phải là cây M4 một thiên sứ bình thường em ơi, đây là chính là cây M4 một thiên sứ hàng hiệu. Hàng hiệu nha anh em, hàng hiệu nha. Anh em chỉ cần sở hữu phát thôi là biết anh em đẹp trai quài to rồi. Nó có gì đặc biệt ạ? Thì anh em có thể khắc tên của mình gồm chỉ có 4 ký tự thôi trên cái thân súng, anh em thấy không? Mình đã tác một cái tên nó phải gọi là ngáo như con cáo ở trong cái súng của mình. Đó. 4 ký tự nha anh em. Ok. Ngoài ra thì em nó có nhiều tính năng lắm, đó như là skin đặc biệt này, logo bắn khi Q này, Q max này, đó anh em thấy không? Nhiều hiệu ứng lắm, nhiều hiệu ứng lắm. Ôi trời ơi. Đúng là định mệnh người có tiền lúc nào cũng đẹp trai cả. Quá khác biệt. Ôi chị tá. Úi trời ơi chị tá. Chị ăn cần chiến, chị không phải tuổi thân đâu chị. Bình thường chị ăn M4 là một thường thì không sao, đây là M4 là một hàng hiệu. Chị đã được cái M4 là một hàng hiệu cận chiến đấy, chị phải vui lên. Ôi, hết hồn ông hero này. Thôi chuồn thôi, chuồn thôi. Ôi trời ơi, sao lại trong này nó lại đông thế này. Chị ơi đừng bán bông bán chảo. M4 là một hàng hiệu, luôn luôn phang zombie những cái lúc zombie nhấp nháy. Ông trốn ông ơi, ông ơi, ông ơi, tôi chạy chứ ở đó cho ông trốn ạ. Có cái nịt. Anh hero này có vẻ là hơi nhả nhớt nhỉ, anh hero này được đấy. Anh hero cứ làm nhiệm vụ nhả nhớt như vậy đi, hay lắm. Để em đánh du kích, anh em tiêu diệt từng thằng một. Anh hero này ăn chay anh em ạ. Thế để mình định mệnh tiêu diệt hết mấy bạn zombie này thay anh hero vậy. Ôi trời, thằng này đâu ra đấy. Ôi hay, trời ơi. Đánh 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 được, toàn zombie non để mình. M4 là một hàng hiệu. Úi giời, anh em bắn anh em được. Úi giời, ngỏm hết ngỏm hết ngỏm hết. Hàng hiệu bút thiên sứ cho nè. Ây à, phê quá em ơi. Ô thấy chưa, tại bạn không sở hữu M4 là một hàng hiệu nên bạn mới làm zombie đấy. Nếu bạn sở hữu M4 là một hàng hiệu như mình thì bạn cũng làm zombie như bình thường thôi, vì số bạn quá đen. Tơi 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 bom em bom em. Ui tinh bệnh nguyên cái thùng hàng để anh tơ trưởng thằng kia. Ôi quá nguy hiểm, mất luôn cái giáp rồi. Xong anh em thể thấy nguyên cái dàn 3Z đứng trên này mà không thằng nào lên đây đơm cái dàn 3Z đi. Ôi vừa nói xong có chị tá, hay quá chị ơi. Bắn chi giờ chỉ nhìn mình ạ, cay thật. Quay mất phương hướng luôn, mất phương hướng, để em cho chị lại phương hướng. Ủa nhiều đấy mà bố đang một hàng hiệu khác, bắn phát thấy chiếc rùa trên là thấy thằng rùa đẹp trai rồi, không cần biết thằng này là ai, nhìn phát là biết đẹp trai rồi. Trốn nào các bạn zombie non. Ô anh tơ, thôi té anh tơ đi em ơi. Anh tơ biết mình mất giáp rồi, rất nguy hiểm. Đi liếm đi liếm đi liếm đi liếm mấy bạn zombie non anh em ơi. Chị tá, chúng ta không nhìn thấy nhau nhá, để em đơm cái thằng FK đi cái đã. À hồi cái nồi, hồi cái nồi. Vô đây chị tá ơi, vô đây chị tá ơi. Ôi, biến thành thằng này à. Đi luôn. Xin là xin vĩnh biệt chị luôn. À quên, xin vĩnh biệt anh luôn. Thiên biến vạn hóa cái gì tầm này. Ông kia cầm credit cận chiến được tơ. Quá khủng khiếp. Hay. Bong. Để mình bong vẫn nữa nào. Ui, cận chiến hết zombie rồi. Mấy anh em trong phòng này có vẻ là hơi máu chiến anh em ơi. Toàn game luôn. Úi trời, ông tơ. Ông tơ quá đen. Bị ông kia rít ông quơ cho đi ạ. Đây đây đây, hàng. Ui hết thời gian rồi em ơi. Bút thiên sứ nè. Ờ mình hơi ít bút thiên sứ nhỉ. Thì nhằm bút thiên sứ thì anh em có thể bút cho cả team nha. À quên, cả phòng. Đó anh em có thể bay cao, bay xa, bay định mệnh rất cao và xa. Cũng là một trong những tính năng có thể bóp ái chiến binh đồng đội đấy. 10, 9, 7. Nhưng mà công nhận cái hiệu ứng của cận chiến của AK M4 thiên sứ này nó ảo ảo lắm anh em ơi.
Nào vãi lì luôn đấy. Tam lại to nữa. Rồi ăn hành rồi. Đến đây phút bị ăn hành rồi. Ôi dồi ôi, ôi. Sao bọn nó sinh tha thế. Ôi dồi ôi, dồi ôi, dồi ôi, toàn mất quỷ này. Ơ à? Ủa pha này hơi ảo. Ôi ôi ôi, ôi Spawn đẹp ơi. Cuối cùng nó được pha Spawn đẹp. Spawn đẹp như thế này thì mấy bạn đi. Ôi ôi anh Diệt ơi. Đi. Đi. Chỉ cần Spawn đẹp anh em ơi. Bắn cái gì? Bắn cái gì? Ơi à, không liếm được kìa. Nhiều lắm, nhiều lắm, còn nhiều anh em lắm, còn nhiều anh em lắm, cứ thoải mái đi. Ấy à, ông TP kia định mệnh đứng giữa sân láo tật. Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Rồi sao? Bắn đi, bắn đi. Ông Diệt kia ông còn ông Diệt kia định mệnh ông còn đi ông cắm đầu vào tường đấy. Ông bà Z bắn hụt là đi rồi. Mày này. Mày này. Cái phòng thì toàn mình chém vậy. Ui không có vô hạn đạn bạn đi rồi. Ăn. Làm tơ khổ thật đấy, làm 18 mình móc nhanh nhanh tí làm tơ tao bị ăn đạn này. Lúc đấy ăn cả container đạn vào mồm. Toàn mình đi chém quá khổ em ơi. Rồi có mong trận này được làm zombie. Mới vừa chơi người ta đen xong mình làm zombie luôn. Bút thiên sứ, bút vận may, bút vận may, bút vận may, bút vận may. Rồi đây rồi, con làm zombie anh em ơi. Có tá, có tá, có tá, có tá, có tá, từ từ. Hay quá chị tá, chém hay quá. Chị tá chém hay quá, để em đi cận chiến bớt vài thằng. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi được đi đâu. Ngỏm ngay. À khi anh em cận chiến, à quên, khi anh em kết liễu kẻ địch ấy, thì ở bên dưới nó sẽ có một cái gọi là icon của cái game M41 đặc biệt này nhá. Đây. Úi giời, pha đây không trúng là ảo thật đấy, ảo thật đấy. Con. Biết sợ giờ, biết sợ giờ, biết sợ thì lùi. Lùi ra được mà lùi, cái này bắn slow ghê lắm. Mình cận chiến được quá tay rồi. Thôi không sao, còn anh Tơ, còn anh Tơ, còn anh Tơ. Anh Tơ có thể đi đâm được mấy kia mà đúng không? Tơ gấp cuối lần. Đi liếm mấy bạn zombie non anh em ơi. Ngon. 6 kill rồi. Ơi không liếm được multi. Multi kill. Ông zombie non này bot kill lò liếu vãi lìn nữa. Thôi mình tiếp bạn đi vậy. Không anh em kêu được bệnh bất cứu này chết. Nghe tiếng trần đâu. Ê ôi hết hồn, cứ tưởng y tá cấp 2. Nhảy xuống luôn. Nào. Bút multi cho mình đi, bút multi cho mình đi. Nghe tiếng trần đâu ấy nhở. Ai ai ai, anh Tơ, anh Tơ hết thời gian rồi anh ơi. Bay cái gì. Wow, thích thức anh em ơi, mình vừa kiếm được một cái map gọi là thứ 6 ngày 13. Thấy các em kêu là map chơi map hoàng lăng quá nhiều thì hôm nay là rất may mắn đã kiếm được một gọi là map thứ 6 ngày 13 để review cho anh em mà anh em ơi. À, cái địch công của bạn nhảm tơ luôn. Flash smoke đâu anh em ơi, đáp nhiều vô anh em ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thì cần chiến tí cút, tí cút, tí cút rồi. Sao nguy hiểm thế, ông kia ông chơi cận chiến á.
nguy hiểm. Nó sáu nòng trên này cover thằng kia, sáu nòng ở trên này để mình bắt hết mấy thằng nhân này cái. Ôi ông ấy ơi, sao cái ông này ông cứ đi cận chiến vậy? Thế thì mình cho bạn ý đi luôn, đi luôn. Wow, thật thế nhân cứ cận chiến là sợ quá. Ồ, đi ra. Úi giời ơi. Ủa mấy thiên nhân chửi mình à? CC thì chạy nhanh vậy, làm tơ mà cha, tơ mà chạy nhanh chứ. Còn zombie bá đạo nhất hiện tại ở trong cái map V4 mà kêu nó lại cho chúng chạy chậm thì chết rồi. Ôi trận này đừng làm zombie, đừng để em test cái M4 M1 này cái. Cái M4 M1 này khi game boost cái tính năng gọi là nhảy cao ấy, anh em có thể nhảy được lên trên mái nhà luôn nhá. Rất tiện lợi trong cái map này luôn á. Ôi thôi, cút. Chim cút ngay và luôn. Ôi dồi ôi, ông sáu nòng này đến mình cầm sáu nòng bị sắt ạ. Quá khủng khiếp, ông cầm sáu nòng đi ông sắt ạ. Cái gì đấy? Sao hình quanh nó có thể thiên biến vạn hóa ảo ma Lazada như vậy nhở? Hóa hình ngay thì mình phun máu luôn. Ê, có thiên nhiên ngồi lên nóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà, hay quá. Ui, cái này giật quá. 88 thôi em ạ. Ô, sao bắn mãi không lên kill này? Ảo thật. Ngon, lấy giờ mình liếm được một mạng em ơi. Đồng zombie lắm rồi. Hay quá, cơ hội để cho mình cầm M4 M1 trên này gọi là tỉa thế giới luôn. 1000 viên đạn lận, cứ thoải mái đi. Kích luôn ạ.